Namo Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kính thưa quý vị, trước khi vào buổi học chính thức buổi tối ngày hôm nay, theo như thông lệ thì trước khi chúng ta làm một thiện pháp gì, hay còn gọi là thực hành bất kỳ một thiện pháp gì, để cho phần thiện pháp đó, hay là gọi phần phước báo đó, nó trở nên thù thắng, ít nhất là cái phước báo đó cũng hướng đến cái sự giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, hay còn gọi là phẩm chất Parami, tức là ba la mật, thưa quý vị. Thì những cái thiện pháp đó đó, để được như vậy á, thì đều phải dựa trên nền tảng của giới hạnh, hay còn gọi một cách nôm na dễ hiểu, đó là nền tảng đạo đức ở trong đạo Phật hay là theo là Phật dạy. Chính vì như thế, nhằm giúp cho quý vị khi mà được học pháp, tức là thính pháp, thuyết pháp, củng cố chánh kiến, và vừa rồi chúng ta cũng đã gieo duyên một thời thiền ngắn để cho bốn cái thiện pháp này nè, gọi trong nhóm 10 phước nghiệp sự, để cho nó thành tựu được thù thắng, thì chúng ta phải dựa trên nền tảng giới. Bởi chính vì thế là trước khi bước vào buổi học thì sư sẽ hướng dẫn quý vị mình thọ trì tam quy và ngũ giới. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà nền tảng đạo đức, nền tảng giới hạnh mình trong sạch rồi đó, thì cái phước vật hay là phước trí của mình đó, cái nhóm phước vật phước trí của mình đó, thì nó sẽ được thành tựu những phẩm chất hoàn hảo, như là cái phẩm 10 phẩm chất của Parami, tức là 10 phẩm chất ba la mật. Giờ xin mời quý vị đọc theo sư để mình thọ trì tâm quy và ngũ giới. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Nơi tam bảo, để vân giữ hành theo, cho được sự lợi ích. Lần thứ nhì, bạch hóa đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới. Nơi tam bảo, để vân giữ và hành theo, cho được sự lợi ích. Lần thứ ba, mời quý vị đọc theo. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phá Ga Hoa đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ đức Phá Ga Hoa đó. Ngài là bậc A La Hán cao thượng, được chứng quả chánh biến tri, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy.
Ông thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính. Con đem hết lòng thành kính. Làm lễ Đức Phá Ga Hoa đó. Làm lễ Đức Phá Ga Hoa đó. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng. Ngài là bậc A-ra-hăng cao thượng. Được chứng quả chánh biến tri. Được chứng quả chánh biến tri. Do Ngài tự ngộ. Không thầy chỉ dạy. Mời quý vị đọc tiếp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng lần thứ ba. Mời quý vị đọc theo phần mình thọ trì ngũ giới, phần mình thọ trì tâm quy đã được thành tựu rồi. Con xin vâng giữ điều học. Con xin vâng giữ điều học. Là quý chánh xa sự sát sanh. Là quý chánh xa sự sát sanh. Con xin vâng giữ điều học. Là quý chánh xa sự trộm cắp. Là quý chánh xa sự trộm cắp. Con xin vâng giữ điều học. Con xin vâng giữ điều học. Là quý chánh xa sự tà dâm. Là quý chánh xa sự tà dâm. Con xin vâng giữ điều học. Con xin vâng giữ điều học. Là quý chánh xa sự nói dối. Là quý chánh xa sự nói dối. Con xin vâng giữ điều học. Là quý chánh xa, là quý chánh xa sự dễ vui, sự dễ vui uống rượu và các chất say, uống rượu và các chất say. Chữ thiện nam tín nữ sau khi đã thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tam bảo rồi hãy cố gắng vâng giữ hành theo trong sạch từ đây cho đến trọn đời, chớ có nên dễ vui. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dữ giới, các chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài vật cũng nhờ dữ giới, các chúng sanh đạt giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ dữ giới. Bởi các cơ ấy, chư Phật tử hãy cố gắng thọ trì giới luật trong sạch, đừng để lắm nhơ. Kính thưa quý vị, trước khi bước vào buổi học chính thức của ngày hôm nay thì có một điều rất là quan trọng mà sư phải nói qua để cho quý vị hiểu là như vậy, là chúng ta sẽ chia ra những cái phần chính mà tối ngày hôm nay chúng ta sẽ học. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là sau khi mà sư trình bày đây á, thì bên kỹ thuật họ sẽ mở lại chánh tạng, tức là một đoạn của bài kinh Chánh Chi Kiến. Từ cái đoạn đầu, từ cái đoạn duyên sự đó. Đoạn duyên sự là một thời tức là Ngài Ananda nghe đó. Nghe từ Ngài Sariputta, tức là Ngài Xá Lợi Phất nói về bài kinh Chánh Tri Kiến theo hình thức hỏi các vị tỳ kheo và đáp cho các vị tỳ kheo biết rõ. Mình sẽ nghe lại Phật ngôn đến phần bốn lộ Phật thực. Đó là phần đầu tiên. Phần thứ hai là chúng ta sẽ ôn tập lại hai cái điểm chính mà chúng ta vừa học, tức là cái bất thiện, cái nghĩa là cái gì là bất thiện.
cái gì là bất thiện và cái gì là căn của bất thiện. Chúng ta sẽ ôn tập lại. Đó là cái điểm chính. Cái điểm đó là điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba là chúng ta sẽ học tiếp cái gì gọi là thiện, thập thiện, và cái gì gọi là cái căn của thiện. Và nếu đủ thời gian thì sư sẽ giới thiệu sơ về bốn loại vật thực. Bởi vì sao? Bởi vì có thể quý vị sẽ thắc mắc là hỏi, ủa sư cho con hỏi à, vừa rồi học xong cái thập thiện rồi, tức là 10 cái thiện rồi, và cái căn gốc thiện của sư hành tuệ dạy rồi, thì tại sao phải cần phải ôn lại? Xin thưa quý vị, tại vì vốn dĩ là thật sự Đại Đức Hành Tuệ dạy rất là đầy đủ rồi. Sư chỉ muốn ôn lại để có quý vị có một phần ôn là để cho quý vị nắm rõ hơn, nắm rõ hơn nha. Và cái đó là cái ý chính. Tại vì khi mà quý vị biết rõ cái bất thiện nó là cái gì rồi, thì khi mà thâm nhập vô thiện thì quý vị mới hiểu rõ thực sự cái nào thiện là bất thiện, cái gì là cái căn gốc, gốc của bất thiện, cái gì căn gốc của thiện. Cái điều rất là quan trọng. Bởi vì nếu mà chúng ta không ôn tập lại, chúng ta nghĩ là giống như là với sát sanh có năm chi, với trộm cắp có năm chi, với nói dối bốn chi, tà dâm bốn chi, nó dễ quá. Nhưng mà không phải thưa mình. Nếu mà mình không nắm vững thì mình bước vô cái phần mà thiện, chút xíu thì sẽ trình bày, quý vị sẽ thấy rất là phức tạp. Rất là phức tạp thưa vị. Mà mình giữa thiện và bất thiện mà mình nhầm lẫn nha. Xin nhấn mạnh một lần nữa, giữa thiện mà và bất thiện mà mình không phân biệt được, mà mình nhầm lẫn, đôi khi mình làm thiện, mình hoài nghi, mình hoài nghi, mình nghĩ là bất thiện. Và ngược lại, đôi khi mình là bất thiện mà mình lại không có hoài nghi, mà mình bị ngộ nhận đó là thiện. Cho nên rất là nguy hiểm. Mà đặc biệt cái phần mà thiện bất thiện là quý vị phải học. Đối với sư là quý vị phải nắm kỹ. Bởi vì sao? Bởi vì khi quý vị nắm kỹ thì mới bước vô cái phần mà gọi là vật thực nè, bốn là vật thực nè. Rồi những cái phần mà sắp tới nữa, sắp tới của bài kinh chính tri kiến, giống như là phần nói về nhân duyên á, nói về tứ đế, bốn đế, rồi 12 nhân duyên á, rất là phức tạp thưa quý vị. Đó. Cũng giống như là mình học bài kinh chính tri kiến này trên tinh thần giống như là mình học tuần tự vậy đó. Không giống như mình phải học lật, mình là một đứa nhỏ để mình lật qua lật lại không, xong rồi cái mình phải biết bò cái mình đi chập chững mới biết chạy. Chứ mình học nắm vững là về vấn phần sau rất là phức tạp, mình khó mà mình hiểu được những phần sau. Những phần sau là đa phần liên quan đến vi diệu pháp không, thưa quý vị. Chính vì như thế, trước khi bước vào buổi học chính thức thì mong là bên cái vị Phật tử ở bên kỹ thuật giúp sư mở cái phần chánh tạng. Chánh tạng có nghĩa là phần từ cái duyên sự khởi đầu cho đến cái phần bốn loại vật thực á, để quý vị mong là quý vị mình lắng tâm ha, mình lắng tâm, mình nghe lại những câu từng chữ trong Phật ngôn. Khi mình tiếp cận được Phật ngôn á, cũng là cái duyên lành. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mình không duyên duyên với Phật ngôn, mình không duyên duyên với những cái lời gốc của Đức Phật á, thì trong sinh tử luân hồi á, mình mà có nghe lại những lời Phật giảng thì nó lạ lắm, nó lạ lắm. Thậm chí mình còn không hoan hỷ nữa. Cho nên cái việc mình gieo duyên với chánh tạng, những cái Phật ngôn từ lời gốc Phật dạy trong Tam Tạng Kinh Điển Pali á, được riêng bản thân sư nè, sư rất là chú trọng vấn đề đó. Cũng mong bên kỹ thuật mở giúp. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi tại Jetavana, vườn ông Anathapindika, lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta gọi các vị kheo: "Này các vị kheo, hiền giả." Các tỳ kheo ấy dâng đáp Tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: "Chư hiền, chánh tri kiến được gọi là như vậy. Chư hiền, cho đến như thế nào một thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực,
có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chúng tôi từ xa đến để được hiểu ý nghĩa lời nói ấy từ tôn giả Sariputta. Thật lành thay, nếu tôn giả Sariputta giảng cho ý nghĩa lời nói ấy. Sau khi nghe tôn giả Sariputta, các tỷ kheo sẽ thọ thi. Chư hiền, vậy hãy nghe, hãy khéo tác ý, ta sẽ giảng. Thưa dân hiền giả, các tỷ kheo dân đáp tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau. Chư hiền, khi thánh đệ tử tuệ tri được bất thiện và tuệ tri được căn bổn bất thiện, tuệ tri được thiện và tuệ tri được căn bổn thiện, chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là bất thiện, thế nào là căn bổn bất thiện, thế nào là thiện, thế nào là căn bổn thiện? Chư hiền, sát sanh là bất thiện, lấy của không cho là bất thiện, tà hạnh trong các dục là bất thiện, nói láo là bất thiện, nói hai lưỡi là bất thiện, ác khẩu là bất thiện, nói phù phiếm là bất thiện, tham dục là bất thiện, sân là bất thiện, tà kiến là bất thiện. Chư hiền, như vậy gọi là bất thiện. Và chư hiền, thế nào là căn bổn bất thiện? Tham là căn bổn bất thiện, sân là căn bổn bất thiện, si là căn bổn bất thiện. Chư hiền, như vậy gọi là căn bổn bất thiện. Và này chư hiền, thế nào là thiện? Từ bỏ sát sanh là thiện, từ bỏ lấy của không cho là thiện, từ bỏ tà hạnh trong các dục là thiện, từ bỏ nói láo là thiện, từ bỏ nói hai lưỡi là thiện, từ bỏ ác khẩu là thiện, từ bỏ nói phù phiếm là thiện, không tham dục là thiện, không sân là thiện, chánh tri kiến là thiện. Chư hiền, như vậy gọi là thiện. Chư hiền, thế nào là căn bổn thiện? Không tham là căn bổn thiện, không sân là căn bổn thiện, không si là căn bổn thiện. Chư hiền, như vậy gọi là căn bổn thiện. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri bất thiện như vậy? Tuệ tri căn bổn bất thiện như vậy, tuệ tri thiện như vậy, tuệ tri căn bổn thiện như vậy. Khi ấy, vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên. Tôi là đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, như vậy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Lành thay hiền giả. Các tỳ kheo ấy sau khi hoan hỷ tín thọ lời nói tôn giả Sariputta và hỏi thêm tôn giả Sariputta câu hỏi như sau. Này hiền giả, có thể có pháp môn nào khác nhờ pháp môn này vì thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này? Chư hiền, có thể có. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức ăn, tuệ tri tập khởi của thức ăn, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn và tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? Chư hiền, khi ấy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Chư hiền, thế nào là thức ăn? Thế nào là tập khởi của thức ăn? Thế nào là đoạn diệt của thức ăn? Thế nào là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn? Chư hiền, có bốn loại thức ăn này khiến các loại chúng sanh đã sanh được an trú, hay các loại hữu tình sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh. Thế nào là bốn? Đoạn thực, loại thô hay loại tế, xúc thực là loại thứ hai, tư niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái có đoạn diệt của thức ăn. Thánh đạo tám ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư hiền, khi nào thánh đệ tử tuệ tri thức ăn như vậy, tuệ tri tập khởi của thức ăn như vậy, tuệ tri đoạn diệt của thức ăn như vậy, tuệ tri con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn như vậy, khi ấy
Vì ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên, tôi là đoạn trừ vô minh, khiến minh khởi lên, diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền, như vậy thánh đệ tử có chánh tri kiến, có tri kiến chánh trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu diệu pháp này. Thì vừa rồi chúng ta đã cùng nghe về Phật ngôn ha, như là Phật ngôn từ trong Tâm Tạng Kinh Điển Pali. Khi mà nói Phật ngôn á, có thể là có một số vị sẽ thắc mắc, mặc dù cái vấn đề này sư đã giải thích ở một cái buổi trước rồi. Có thể vị sẽ nói là dạ sư, bài kinh này ngài Sariputta thuyết mà, chứ đâu phải Đức Thế Tôn thuyết đâu mà sao sư gọi là Phật ngôn. Dạ xin thưa quý vị, chính Đức Thế Tôn ngài đã tuyên bố những cái lời á mà của ngài, của những vị đệ nhất á, những vị thánh đệ tử của ngài A La Hán, ngài Sariputta hay là ngài Mahakassapa hay là ngài Ananda hay là ngài Mahakacchayana, thưa quý vị, thì những cái lời á, dạy của ngài á, thì được Đức Phật xác nhận đều là tương đương, đúng không? Tương đương như những lời của Phật, tương đương Phật ngôn. Bởi vì á, chính vì như thế á, tại sao á, bài kinh này là tuy là ngài Sariputta thuyết giảng, nhưng mà sư lại nói đó Phật ngôn, là duyên sự là như vậy, để cho quý vị được hiểu rõ. Bây giờ chúng ta sẽ vô buổi học chính thức ngày hôm nay ha, chúng ta sẽ ôn tập lại ha. Thì và có 4 cái câu hỏi sư muốn đặt ra cho quý vị. Phải bản thân mình đó, khi mình học qua mình phải tự trả lời cho mình đó, được 4 cái điều này. 4 cái điều này đối với sư là nó đơn giản. Nó đơn giản thì cũng đơn giản, mà nói khó thì chắc cũng đến độ là khó đâu. Nhưng mà mình cũng đừng xem thường, sư gọi là đừng xem thường nha. Đừng xem thường là nó dễ. Thì 4 câu hỏi là gì? Thứ nhất là theo quý vị như thế nào là bất thiện? Thì trong đây có ai xung phong lên, hay có ai xung phong lên mình trả lời câu nào? Hay là sư giới anh sẽ nói sơ qua để cho mình nắm được. Rồi vậy sư nói sơ qua cho quý vị hiểu rõ nha. Khi mà ai hỏi mình đó, mình học xong bài chính chi kiến nào, ta hỏi mình đó, thì như thế nào là bất thiện thì mình phải trả lời được. Đó. Bất thiện tức là 10 cái. 10 cái điều bất thiện thưa quý vị, hay gọi là 10 cái thập ác nghiệp. Khi mà mình nghe nói là bất thiện thì như thế nào là bất thiện trong bài kinh chánh chi kiến, thì hoặc là có một người nào nói là 10 thập ác nghiệp thì nó đều tương tự như nhau, thì mình phải nắm được ha. Đó, thứ nhất là sát sanh. Thứ hai là lấy của không cho, hay còn gọi là trộm cắp nữa quý vị. Còn thứ ba là tà hạnh trong các dục, hay còn gọi là giới mà về tà dâm nữa quý vị. Cái thứ tư là nói dối, cái giới nói dối mình đó. Cái thứ năm là nói đâm thọc. Cái thứ sáu là nói sân hận. Cái thứ bảy là nói vô ích, hay mình còn gọi là nói nhảm nhí, nói phù phiếm đó. Cái thứ 8 là tham ác. Cái thứ 9 là sân hận, hoặc là gọi là sân ác. Và cái thứ 10 là tà kiến, hoặc là một số tài liệu cũng gọi là tà kiến ác, thưa quý vị. Đó thì ai hỏi mình phải trả lời được 10 cái này giúp sư nha. Có nghĩa là tối thiểu phải trả lời giúp sư 10 cái này. Để mình, chứ ai hỏi mà mình học xong bài kinh này mình không biết hỏi bất thiện là gì, mình không trả lời được 10 cái này cũng ngại, nó cũng ngại lắm á. Thế vậy là nó nào thú thiệt. Rồi người ta lại hỏi tiếp, ví dụ mà như thế nào là căn bổn bất thiện, thì quý vị phải trả lời được giúp sư căn bổn là sao. Căn bổn tức nghĩa là cái gốc rễ của bất thiện là cái gì, quý vị phải trả lời được. Đó là cái gốc rễ của nó, hay gọi là căn bổn đó, gốc rễ ha. Đó là tham, sân và si. Thì này ba cái này là gọi là căn bổn bất thiện, hoặc là cái gốc của bất thiện. Rồi bây giờ chúng ta lại ôn tập tiếp nha. Giống như có người hỏi vị tiếp là ủa vậy bạn
Vậy bạn vừa nói là cái 10 cái bất thiện á, thì trong đó có cái duyên, có cái gọi là giới sắc sanh á. Vậy thì cái giới sắc sanh á là như thế nào để cấu thành gọi là giới sắc sanh? Giỏi 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 giỏi, vị cho lời sa thú lành thai đi ha. Sa thú lành thai, giỏi giỏi. Cái này là chưa chưa hỏi đâu mà xung phong á, này xuất sắc á. Gọi xuất sắc nha, cho 10 điểm. Ừ, đúng rồi, ít nhất là mình phải nói được năm chi nha, năm chi nhất, năm chi ít nhất là sẽ nói gọi là ít nhất là năm chi. Còn thí dụ quý vị đôi khi á, quý vị có thể mà không kể hết năm chi á, thì cũng chấp nhận được. Nhưng mà thí dụ ta hỏi là giới sắc sanh á, phải nói là có năm cái điều kiện hoặc là năm cái chi pháp để cấu thành giới sắc sanh. Nhưng trả lời như vậy đối xử là tốt rồi. À, còn cái giới thứ hai, giới mà trộm cắp hay lấy của không cho, là nó có mấy chi? Rồi, nó có năm chi luôn nha, nhớ nha. Bây giờ chút xíu sư sẽ chỉ cái mẹo cho quý vị, cái mẹo để quý vị nhớ nhớ những cái giới mà căn bản nó có số cái chi phần á. Không, cho quý vị cái mẹo. À, quý vị dễ nhớ lắm chứ không khó khó chứ. Khi mình nói là lấy của không cho hoặc là lấy trộm cắp á, nó có năm chi. Rồi nhớ hai nhóm này chưa? Bây giờ quý vị nhóm lại nha, là sắc đặc biệt nè, đặc biệt là sắc sanh với trộm cắp là nó có năm chi, là hai này đi chung nhau nhóm nha, nhớ nha. Đó. Rồi kế tiếp nè là tà hạnh trong các dục hay còn gọi là giới tà dâm đó, thì nó có bao nhiêu chi quý vị nhớ không? Rồi xuất sắc, quá giỏi, cho cả lớp 10 điểm luôn. Rồi kế tiếp nè, nói dối nè, nói dối có bao nhiêu chi? Rồi giỏi luôn. Cái này đừng đừng nhìn tập nha. Nhìn tập mà nói là sư hụt hẫng lắm á. Rồi kế tiếp là nói đâm thọc là có mấy chi nè? Ừ, đúng rồi, với nói đâm thọc là 4 chi. Nhóm tiếp nè là nhắc lại đó nghe, sắc sanh với trộm cắp á là có 5, còn tà hạnh, nói dối, nói đâm thọc á là 4 chi. Không, đều 4 chi đúng không? Rồi nhóm ha, xong ha. Rồi kế tiếp nè, nói sân hận là có mấy chi? Rồi 3 chi, đúng rồi, chính xác 3 chi á. Riêng cái anh này á, quý vị để ý anh này nha, khi mà mình chuẩn bị nghĩa là mình có nghĩa là mình muốn nhớ, mình phải có ấn tượng. Giống như mình nghĩ là mỗi lần mình chửi ai á, mình giận là mình chửi ai là mình có ba chi, ba chi. Tại cái anh này có mình anh này, có mình một mình anh này là có ba chi à. À, cho nên nhớ nha, có nghĩa là cái nhóm anh kia, cái nhóm kia mấy anh kia là 5 chi với 4 chi, còn anh này là 3 chi. Còn kế tiếp nè, kế tiếp này mấy anh sau thì dễ nhớ rồi. Nói lời vô ích nè, có mấy chi? Đúng, xuất sắc. Tham ác có mấy chi? Rồi đúng luôn. Rồi oán hận kẻ khác hay là gọi là sân ác đó, có mấy chi? Đúng rồi. Tà kiến có mấy chi? Tà kiến 2 chi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhóm lại lần nữa nha. Chúng ta sẽ nhóm từ cái số 7, tức là nói lời vô ích. Tức là khi mình nghĩ là mình nghĩ mình bà tám đó, từ cái giới bà tám đó, từ giới mà nó nhảm nhí đó. Rồi tham ác nè, cái nghĩa là tham ác có nghĩa là cái ý tham ác, và cái ý mà sân hận đó, và cái tà kiến đó, thì bốn cái anh này á là đều 2 chi. Đó là cái mẹo ha, cái mẹo quý vị ha. Còn cái quý vị chỉ nhớ là nhớ nhớ là cái giới mà đôi khi mà bực lên, nó bực lên hay chửi người ta là cái anh này nó đặc biệt, nó chỉ có 3 chi thôi. Ừ, rồi quý vị nắm được ha. Rồi giờ bây giờ hỏi lại lần nữa cho ấy nha. Bây giờ năm chi là có mấy anh? Xuất sắc. Giỏi quá. Rồi cái nhóm bốn chi á, cái nhóm mà bốn chi á là cái nhóm bốn chi là có bao nhiêu anh? Đúng, xuất sắc luôn, giỏi chứ ta, nhớ hơn sư luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vô nha, đi sâu là ông tập sâu nè, cái vấn đề này là cái này phức tạp nè nha. Bây giờ với sắc sanh á, sư sẽ cung cấp cho quý vị năm chi để cho quý vị nắm được, rồi sau đó sư sẽ đặt một số câu hỏi để cho quý vị. Tại vì cái sắc sanh này khá là quan trọng. Giới sanh này nó ảnh hưởng đến bốn cái đường đi lên thiên giới, và bốn cái đường ác đạo, nó rất là mong manh. Cho nên bây giờ sư sẽ nó giảng năm cái chi pháp này, mà nhắc lại nha, gọi là nhắc lại cho quý vị nha, để ôn tập á. Thì trong cái năm chi pháp á, là có là gì? Thứ nhất là
biết rõ chúng sanh nó có thức tánh, và thứ hai là chúng sanh có thức tánh, thứ ba là có ý giết, thứ tư là cố gắng giết, và thứ năm là đã giết. Vì nắm chưa được chưa? Bây giờ có cần sư nhắc lại chậm lần nữa không? Tại vì sư sẽ đặt câu hỏi đó, câu hỏi hơi bị gắt đó nha, thiệt. Bây giờ sư nhắc lại một lần nữa nha, nắm kỹ này nha. Để cấu thành là có phạm giới sát sanh hay không á, nghe rõ nha. Để cấu thành có phạm giới sát sanh hay không á là có năm yếu tố để cấu thành, phải có đầy đủ hội tụ á, hội tụ đủ năm yếu tố này nè mới gọi là sát sanh hay không. Thứ nhất là chúng sanh đã có thức tánh, thứ hai là biết rõ bản thân á, bản thân cái người mà đó phải biết rõ chúng sanh thức tánh, và thứ ba là có ý muốn giết, và thứ tư là cố gắng giết, và thứ năm là cái chúng sanh nó đã chết. Rồi bây giờ sư đặt, nắm được rồi đúng không? Bây giờ sư đặt cho vị câu hỏi nha. Vậy thì có một người, cầm một cây cung, tác ý là bắn vô giết con chim, nhưng mà vô tình không chết con chim mà cái mũi tên nó bay chết con vịt. Chết con vịt hay chết con gà đi, chết con gà đó. Thì sư muốn hỏi quý vị là cái người này có phạm giới sát sanh hay không? Giỏi dữ ta, ghê thiệt. Có ai biết tại sao không? Đúng, chính xác, có nghĩa của ý. Nhưng mà có một điều quan trọng nha, có một điều quan trọng nữa chúng ta phải nhấn mạnh. Không phạm giới sát sanh nhưng mà không phải đồng nghĩa là không có nghiệp nha. Tại vì vốn dĩ quý vị đang khởi là nghiệp bất thiện rồi, đúng không? Nó vẫn cái nghiệp đó, tuy là nó không cấu thành đủ năm chi để khả năng quý vị đi bốn đường ác đạo cao, nhưng mà nó vẫn có nghiệp nha, nó vẫn cho quả nếu mà đến đủ nhân duyên đến một thời kỳ thích hợp đó. Cho nên phải cẩn thận, giống như mình nói mình vốn là tôi vô tình bắn con chim nhưng mà chết con gà, thì coi chừng á, thì nói coi chừng nha, coi chừng trong vòng sinh tử luân hồi nè cũng có những cái tình huống mà đạn lạc như vậy đó. Giống như mình đi chơi ngoài đường hay gì đó, đúng không? Vô tình có hay đi trong rừng chơi đó, trong một kiếp nào đó có người nào đó đi, họ đi săn, họ cầm súng họ bắn chết mình mà vô tình chết thôi, cái đó có nha, chứ đừng nghĩ là vô tình là không có, thì không có đúng ha. Rồi là một trường hợp khác sư muốn hỏi quý vị nè. Vậy thì là có một người nha, họ cái ông A này đi, ông làm một cái bẫy rắp tâm để giết người. Ông làm một cái bẫy để rắp tâm để giết người. Thì khi mà ông làm cái bẫy đó, khi mà thời điểm mà ông làm cái bẫy đó xong, đúng không? Thì một năm trôi qua không ai chết hết. Nhưng mà ông vì bệnh đó, vì cái bệnh tật của ông, ví dụ ông già đi, ông chết. Ông chết đi rồi. Thì khoảng 2 năm sau đó thì có rất là nhiều người họ bị dính vô cái bẫy đó, dính vô cái bẫy của ông đó. Và họ chết vì cái bẫy ông đó. Vậy thì cái ông đó mặc dù ông chết rồi thì ông có đó có phạm giới sát sanh không? Cái này bởi vậy quý vị thấy không? Rõ ràng không? Quý vị thấy rõ ràng không? Cái này phức tạp, thấy phức tạp chưa? Đâu. Đầu sư nâng lên phức tạp. Chính vì như vậy tại sao mà sư lại ôn tập lại như vậy? Tại vì đôi khi mình nghĩ là giống như trường hợp này sư đưa ra nè, là có nhiều người nghĩ là ông đó làm cái bẫy đó để có ý giết người. Nhưng mà thời điểm đó là ông chết rồi đúng không? Ông chết rồi, ông đi tái sanh nơi khác rồi. Thì mình nghĩ là ông không có phạm giới hay là ông không gây nghiệp. Nhưng mà này không đúng thưa quý vị, không đúng. Nó có gây nghiệp gián tiếp á, hiểu không? Có nghĩa là ông vẫn gây nghiệp gián tiếp nha. Tại vì vốn dĩ cái nghiệp đó vẫn gây ra. Thí dụ bao nhiêu người chết đó, bao nhiêu người chết vì cái bẫy đó, mặc dù ông không còn nữa, bao nhiêu người chết vì cái bẫy đó thì ông vẫn gây nghiệp sát sanh à. Cái nghiệp quả của nghiệp đó vẫn vận hành à. Đó, quý vị phải nhấn mạnh điều này nha. Chứ không phải là khi mà ổng như vậy là thôi đâu. Cho nên là mình làm cái điều gì á, mình làm. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái bẫy này nè, tại sao ví dụ cái bẫy này? Tại vì có hai cái ông, cái khi mà nói nghiệp gián tiếp này nè, nó rất là ghê thưa quý vị. Tại vì có hai ông nhà khoa học á, là một cái ông mà cha đẻ của dự án Manhattan, là cái ông Oppenheimer đó, là cái ông mà sáng chế bom nguyên tử thưa quý vị. Ông sáng tạo bom nguyên tử đó, ông là cha đẻ của cái dự án mà chế bom nguyên tử đó. Thì rõ ràng cái ông này nè, là bản thân của ông là ông gây cái nghiệp gián tiếp rất là nhiều.
Thí dụ mai này, mặc dù cái bom nguyên tử nó đã được sử dụng giống như cái hai cái sự kiện mà ở Hiroshima, Kawasaki đi. Đó. Là mặc dù đó là về trực tiếp đó, nhưng mà về sau nha, về sau mặc dù ông chết đi. Đó. Thì cái những cái nghiệp mà ông để lại, ông gây ra cái ông sáng chế bom nguyên tử làm vũ khí khí giết người đó, thì cái nghiệp đó vẫn tính cho ông chứ không phải đơn giản là vì chứ trong hiện tại và ngay trong đời sau đó. Và cái ông mà sáng tạo ra cái súng AK đó là ông người Nga đó, quý vị phải, tại sao mà sư ví dụ trường hợp là như vậy cho quý vị hiểu rõ. Rồi lại một trường hợp là như vậy nha, có cái người A này mới rắp tâm giết người B là hội tụ đủ bốn chi nha, nghe rõ không, là hội tụ đủ bốn chi, có nghĩa là gì, biết chúng sanh đã có thức tánh và chúng sanh có thức tánh và có ý giết và cố gắng giết. Nhưng mà khi mà thời điểm á, cái người này nè, thí dụ cầm cái thời điểm này nè, là cái người này nè cầm súng bắn người đó, cầm súng bắn người đó nha, là cái người đó nó nghĩ là à, cái ông này đã chết rồi và bỏ đi, nhưng mà ông này không chết, ông này không chết. Nhưng mà một thời gian sau quý vị nghe rõ nha, một thời gian sau thì cái ông này á, cái ông B này nè, ông chết, thì ông này không chết nha. Thì theo quý vị á, là cái người đó đó, cái người A có phạm giới sát sanh hay không? Nó có hai vấn đề nè mà nhiều người lầm tưởng vậy nè. Thí dụ bây giờ mình thì thí dụ bây giờ sư không ví dụ súng mà ví dụ đánh đập thì cho dễ. Thí dụ người A là rắp tâm á nha, đánh đập người này muốn đến chết, nhưng mà người này không chết. Quý vị hiểu mà, đúng không? Nhưng mà một thời gian sau cái người đó chết. Nhưng mà nếu mà khi mà khám nghiệm tử thi hoặc là y học can thiệp á, y học can thiệp nha, nói là cái người mà ông B này nè là 15 năm sau ông chết đi, nhưng mà cái nguyên nhân chết là do cái bệnh hậu, vì hiểu không, bệnh hậu là do đánh đập đó, do ông A đánh đập đó, thì ông A nó vẫn vào phổi sát sanh nha, vì hiểu không? Không, trừ khi nào mà ông đó chết mà không vì cái bệnh hậu, vì hiểu không, không vì cái bệnh đó, nguyên nhân vì bệnh đó là chính, thì ông A không phạm sát sanh đó, vì nắm được chưa đó. Cho nên tại sao sư kể câu chuyện này, cái câu chuyện này liên quan đến ngày mốc Galana, thưa quý vị, để cho quý vị hiểu được, ngày mốc Galana tức là ngày mục kiền liên, là trong quá khứ của ngài, là trong tiền thân của ngài á, tiền thân của ngài á, thì ngài là một cái ngài nghe lời vợ của mình, nghe lời vợ của mình á, thì mới vợ mình nói là đại loại như là cha mẹ bị mù vô dụng quá, thôi giờ ông kiếm cái cớ gì đó, ông bỏ cha mẹ đi, hay là ông sao giết cha mẹ đi kiểu gì, thì ngày mốt Galana mới đem cha mẹ lên rừng, rồi mới đánh đập cha mẹ mình, rồi làm bộ nói là có cái tướng cướp đó, đại loại như là có tướng cướp đánh đập như vậy đó. Nhưng mà khi mà đánh đập trong đó có ghi là trong chú giải của tiền thân có ghi đó, là cũng có giả tâm đánh đập muốn chết, thưa quý vị. Nhưng mà quý vị hiểu không, nhưng mà khi mà cha mẹ của ngài mới khởi lòng bi mẫn lên, mới nói con hãy chạy đi, để đừng có để cha mẹ ở đây, đúng không, để cha mẹ ở đây với bọn cướp, con chạy đi, con để cha mẹ ở đây. Thì khi đó là ngài động lòng chất ẩn, thưa quý vị, ngài động lòng chất ẩn và ngài bỏ cái suy nghĩ đó đi, đúng không? Thì cái câu chuyện á là nó dừng ở mức đó, cũng không có biết, không có gì mô tả tiếp là cha mẹ có chết vì cái bệnh hậu đó hay không. Nhưng mà sau cái sự kiện đó là quý vị biết đó, ngài đi địa ngục nha, ở thời gian rất là lâu, mà đi địa ngục tới nỗi mà khi mà ngài trong kiếp cuối cùng là ngài chính là ngài Mộng Cái La Ná, mà ngài đen thù lùi, đen mà đen nó đen xanh luôn á. Bởi vì tại sao mà khi quý vị thấy bên truyền thống của Sri Lanka hay là Thái Lan á, cái tượng ngài Mộng Cái La Ná là mà xanh lè, không phải xanh đâu, có nghĩa là mình phải hiểu là đen mà đen bóng mà bóng xanh luôn đó. Là như vậy, là trong chú giải giải thích là do cái thời gian đó ngài ở địa ngục quá lâu á, cho nên là phải nó đen vậy kiểu gì. Rồi như căn bản là như vậy ha, giới xanh mình nắm vững như vậy ha. Bây giờ mới nãy sư có nói vậy, đâu phải đơn giản đúng không, giới xanh đó, nếu mình nắm nó hời hợt đúng không vậy. Rồi lại còn nữa nè, vậy theo quý vị cái tự tử có gọi là sát sanh hay không, một người tự tử có gọi là sát sanh hay không? Bây giờ bao nhiêu người nói tự tử không sát sanh, giơ tay lên. Rồi để tay xuống. Vậy tất cả còn lại là đồng ý là tự tử sát sanh hay sao? Đúng không? Tất cả là
Nhưng mà để sư giải thích cho quý vị nghe biết cái giới tự tử này nha. Rất, tại vì không hiểu được á, không hiểu được giới tự tử, cái giới sắc sanh á, mình nghĩ tự tử á là không không sắc sanh, nó rất nguy hiểm. Xin thưa quý vị, ở trong giới luật tỳ kheo á, một cái vị tỳ kheo á, một vị tỳ kheo nha, mà tự tử á, cái điều đó đã phạm vào bốn cái giới trọng. Nhưng mà ở đây á, sư sẽ đưa cho quý vị hai luồng ý kiến để quý vị hiểu rõ hơn. Tại vì đối với sư á, thì giới sắc sanh mình phải lưu ý, chứ mình đừng có nên xem nó không phải cái vấn đề tự tử á, không phải mình nói, không mình nói là hoàn toàn không phải sắc sanh đó, thì mình nói như vậy, mình hiểu như vậy là không có đúng nha. Có một cái trường hợp thứ hai nè, thì cái trường hợp này nè thì không thể gọi là tự tử là sắc sanh. Trường hợp thứ hai là sao? Trường hợp thứ hai là trường hợp mà khi mà Đức Bồ Tát, thưa quý vị, Đức Bồ Tát toàn giác đó thực hành các ba la mật đó, thì ngài hy sinh cái mạng sống của mình đó, thì cái sự hy sinh đó dựa trên tâm thiện, quý vị hiểu không? Dựa trên cái tâm thiện, dựa trên cái nền tảng tâm thiện. Nhưng mà trong quý vị đọc trong những phẩm hạnh ba la mật của ngài đó, thì cái sự hy sinh đó của ngài là ngài không, đa phần nha, xin nhấn mạnh nha, đa phần là ngài không tự kết liễu mình, mà giống như là ngài nói ở ai cần sinh mạng thì ngài cho như vậy. Và ngài cái trạng thái tâm của ngài đó là hoàn toàn là tâm thiện. Cho nên mình đừng so sánh nha, đừng so sánh, đừng đánh đồng, đừng có đem mà giống như tâm của bậc của Bồ Tát toàn giác rồi mình nói là tôi tự tử để tôi tự tử để tôi tự tử, tức là tôi cũng giống như Bồ Tát toàn giác đó. Tại vì có nhiều vị bị ngộ nhận á, cứ nói là đó là Bồ Tát cũng hy sinh mạng sống mình vậy. Nhưng mà đó là Bồ Tát với ngài làm cái điều đó dựa trên tâm thiện. Còn đôi khi một số trường hợp mà mình tự tử vì cái tâm uất, vì tâm trầm cảm, cho nên mình phải biết điều này, nó khác nhau. Còn một cái nữa, cái điểm sắc sanh, sắc sanh là nữa mà mình phải ghi nhớ. Khi mình sắc sanh là có những đối tượng mình không nên đụng tới nữa, giống như là cha mẹ ruột của mình, hay là bậc A-la-hán, không, hay đó, ba cái đối tượng này khi mình đụng vô thì cái ác nghiệp nó đến rất là lớn. Bây giờ xin hỏi quý vị nha, là có một người mà mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hoàn toàn không biết cha mẹ ruột, nhưng mà người con này là vô tình chính vì không biết cha mẹ ruột cho nên mới giết cha của mình. Và khi mà giết cha mình rồi thì cái người này nè, có nghĩa là giết đầy đủ, giết thì đầy đủ chia năm chi đó, thì người này có, tại vì khi mà giết cha giết mẹ thưa vị là phạm vô ngũ nghịch đại tội đó, thì xin hỏi quý vị là cái người này nè, ngoài việc mà phạm giới sắc sanh thì có phạm ngũ nghịch đại tội không? Cái này bây giờ, cái này là phải, bây giờ tại sao mà cái vấn đề sắc sanh phải học kỹ lần như vậy. Trong vi diệu pháp giải thích thưa quý vị, có những cái đối tượng mà mình không nên động, không nên đụng tới. Tại vì vấn đề cha và mẹ nó giống như hai ly nước vậy, một ly thuốc độc và một ly nước trắng vậy đó. Giống như đối tượng giống như A-la-hán hay là cha hay là mẹ mình, mặc dù mình không biết nha, quý vị nhấn mạnh là mình không biết nha, thì mình ví như là giống như mình không biết, mình có hai ly nước, một ly thuốc độc và một ly nước không độc, đúng không? Mà quý vị đi biết, quý vị tự suy nghĩ đi, nếu mà mình không biết cái ly thuốc độc, mình uống thuốc độc mình có chết không? Đó, thì suy ra câu trả lời như vậy đó. Cho nên mình đừng nghĩ là mình, cứ nghĩ là ba đối tượng đặc biệt này nha, nhớ nha, ba đối tượng đặc biệt này nha, đừng nghĩ là nó không biết là tôi không có phạm của người đại tội nha, nó không đúng nha, vẫn phạm. Rồi coi như là giải quyết xong. Có một điều nữa là cũng có nhiều người thắc mắc á, là vi trùng hay vi khuẩn á, hay là tinh trùng á, thì khi mình dùng những cái thuốc á, thì có phạm vào với sắc sanh hay không? Rồi đúng rồi, chính xác, không phạm đâu. Vì cái này lướt qua ha. Tại vì không họ cái này là nó không đủ điều kiện gọi là một chúng sanh, cho nên là không có phạm. Rồi chủ yếu là sư nhấn mạnh cái giới sắc sanh để cho quý vị nắm rõ thôi. Còn giới chậm cấp thì nó có một cái điều này mà sư muốn nhắn gửi quý vị là hôm bữa trong chương trình vấn đáp của sư Huynh Tệ có một vị đó là giáo viên hỏi một câu con rất là hay như vậy. Và bạch sư cho con hỏi là trong trường con á, có những cái đồng nghiệp của con á, họ có những ý tưởng giảng dạy, họ có những cái ý tưởng giảng dạy nha, rồi họ có những cái bài mà giảng dạy đó như vậy đó, thì nếu mà con á
con dựa vào đó con giảng dạy thì có phạm tội trộm cắp hay không? Thế quý vị có phạm không? Đúng rồi, cái đó vẫn phạm nha. Cái đó là giống như là ăn cắp chất xám, người ta ăn cắp ăn cắp chất xám á, có nghĩa là ăn cắp ý tưởng đó. Cho nên là mình phải lưu ý nha, phải lưu ý cái vấn đề này nữa. Ngoài cái việc mà ăn cắp mà những cái gọi là vật thể và những cái mà giá trị phi vật thể đó, cho nên mình phải lưu ý. Chứ không phải mình nói là giống như bây giờ mình ở nhà gần nhà mình đi, có cái bà đó, bà nấu phở mà bán đắt, rất là đắt, thì mình mới gọi là đại loại như mình mới xin vô làm nhân viên, mình trà trộn vô đó để mình xem mấy công thức, mình xem mấy công thức nấu phở như thế nào, rồi mình ra để mình nấu lại, mình làm mở một cái quán mình bán, mình để mình kiếm lợi giống như vậy. Mình nói không trộm cắp nó không đúng nha, cái đó là vẫn trộm cắp, gọi là trộm cắp ý tưởng, không? Cái nghĩa là trộm cắp ý tưởng mà công thức nấu phở. Cho nên cái vấn đề trộm cắp mình phải lưu ý thêm. Và cái vấn đề cuối cùng á, cái tà kiến á, tại sư nhấn mạnh những cái điểm chính cho quý vị thôi. Cái tà kiến cũng vậy. Cái tà kiến quý vị chú tâm cho sư là cái tà kiến là có hai loại, đó thường kiến và cái đoạn kiến. Thì cái đoạn kiến là cái nguy hiểm, quý vị phải nhấn, phải vị phải tránh đi cái gọi là cái tà kiến cố định nha. Cái tà kiến cố định tức là đoạn kiến á, là sao? Là nó vô nhân, vô hành, vô hữu, có nghĩa là vô nhân là sao? Nghĩa là không có nhân quả gì hết. Thứ hai là hành, là không có tin thiện ác. À, cái thứ ba là vô hữu, là không có này đời này đời sau. Tại vì thưa quý vị, tại sao mà sư nhấn mạnh cái đời này, điều này? Nếu quý vị, sư nhấn mạnh nha, nếu quý vị có làm một cái chuyện gì mà sư gọi là ác ôn á, gọi là trời không dung đất không tha đó, nhưng mà nếu mà chúng ta, sư gọi là lỡ làm thôi nha, lỡ làm thôi, lỡ làm những cái chuyện gọi ác ôn á, nhưng mà nếu mà chúng ta có chánh kiến á, thì cái ngày á, giải thoát sinh tử luân hồi chúng ta nó vẫn có, nhưng phải không có. Còn nếu mà quý vị á, mà rơi vào cái gọi là tà kiến cố định mà như sư nói đó, thứ nhất là vô nhân, nghĩa là không có tin có nhân có quả, có nghiệp quả có nghiệp. Thứ hai là vô hành, là không tin có hành động thiện ác, không tin có bậc thánh nhân, không tin có sự giải thoát. Cái thứ ba là vô hữu, là không có, nghĩa là kiếp này là hết, không có, còn không có kiếp này là đại loại như là thoải mái muốn làm gì làm, không có đời này đời sau. Thì khi mình rơi ba cái này nè, thì xin thưa quý vị là cái sinh tử luân hồi và cái trầm luân đau khổ trong sinh tử luân hồi của mình nó không xác định, không xác định như quý vị. Cho nên phải tránh giùm sư cái này nha. Trong cái tà kiến có thể là, có thể chúng ta là phàm phu có thể thường kiến, nhưng mà đừng bao giờ rơi vào đoạn kiến. Bởi vì sao? Bởi vì cái thời gian gần đây nè, sư có ở trên mạng á, sư có coi một cái clip mà cái vị đó, cái vị đó có một cuốn sức ảnh hưởng, nói trước hội chúng rất là đông, đại loại nói là, để nói là cái chủ trương của vị đó nói là cái đời này là hết rồi, có nghĩa là sống trong đời này nè, là mình hết rồi, mình nên hãy sống trọn vẹn này đi, không có còn kiếp trước kiếp sau gì nữa chứ. Còn cái kiếp sau mà trong Phật giáo á, trong Phật giáo á, là cái đó không đúng, cái đó không có luân hồi gì chứ. Cho nên quý vị phải lưu ý cho sự điểm này. Để tóm tắt lại cái phần mà gọi là thiện á, bất thiện á, xin lỗi quý vị, bất thiện á, bất thiện nghiệp đạo á, thì chúng ta nhớ giùm sư ba cái, đó là thân thì có ba, tức là gì? Sát sanh nè, trộm cắp tà dâm nè, thân ba, khẩu bốn, là nói dối, nói đâm thọc, nói sân hận, nói nhảm nhí, ý ba tức là tham ác cũng được, tùy theo, nghĩa là nhiều bản dịch, hiểu không? Tham, không? Nói là nghĩa là ý sân hận và cái tà kiến. Rồi mình nghe mình ôn ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái bài kế tiếp chính ngày hôm nay. Vậy chúng ta đặt ra câu hỏi là gì? Ủa vậy sư cho con hỏi gì, vừa rồi học xong á, ôn lại, xin lỗi quý vị là ôn lại cái bất thiện và cái căn bản bất thiện rồi, đúng không? Thì bây giờ tới phần thiện. Thì thiện như thế nào gọi là thiện? Thưa quý vị, thiện thì đi ngược lại, nó dễ hơn đi ngược lại. Nhưng mà có một cái từ này nè là mấu chốt của thiện này nha. Là như thế nào gọi là thiện? Thì ở trong kinh đó, Ngài Sa Đu Tát Ngài nói là chánh xa sắc sanh, chánh xa lấy của không cho, chánh xa tà hạnh chung dục, chánh xa nói dối vân vân. Như vậy đó. Nhưng mà ở đây chúng ta sẽ có một câu hỏi nè. Ủa vậy chánh xa là sao? Như thế nào gọi là chánh xa? Làm thế nào để chánh xa sắc sanh? Làm thế nào để chánh xa lấy của không cho? Không, làm thế nào để chánh xa sự tà hạnh chung các dục? Và làm thế nào để chánh xa cái gọi mà thân ba khẩu bốn ý ba đó? Đó, cái từ chánh xa đó. Từ chánh xa mà tại sao mà sẽ phải ôn lại bài á, để làm nền tảng nè, để cho vị hiểu được từ chánh xa nè. Không?
Thiện tức là tránh xa 10 cái ác. Và cái căn bổn của thiện hoặc là cái gốc của thiện á, là cũng đi ngược lại luôn, đi ngược lại với cái bất thiện luôn. Là gì? Là không tham, không sân và không si. À, đó là thiện ha. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô để thế nào là gọi là trí hiểu rõ về thiện và căn bản bất thiện. Đúng không? Thì cái từ mà gọi là chánh xa, thưa quý vị, chánh xa tóm lại là Weramani, hay là một từ khác chỉ là Chetana. Chetana ở đây gọi là, ở trong Vi Pháp gọi là tâm sở tư. Đúng không? Còn nói cái từ mà thuần việt dễ hiểu đó là cái sự cố ý, thưa quý vị, cố ý. À, hay Đức Phật gọi, hay là các vị tỳ kheo hỏi Đức Phật cái gì là gọi là nghiệp, thì Đức Phật gọi là, Đức Phật định nghĩa nghiệp đó là gì? Tư tác ý, hay là sự chủ ý, sự cố ý, đó là nghiệp. À, quý vị thấy mọi nỗi cái từ này không nên nó trường tê tá na nè, mà nó khiến cho chúng ta sanh tử luân hồi đủ để chịu chuyện đấy không? Có nghĩa là khi mà gọi là nghiệp thì tức là khi mà có tư tác ý thì cái đó gọi là nghiệp. Ừ. Thì cái từ chê tế na này được trên nền tảng gọi là tác ý, có nghĩa là manasikara. Ừ. Khi mà nói về cái chánh xa, thưa quý vị, thì nó có ba cái yếu tố chính mà quý vị nhớ dùm sư nha. Ba yếu tố chính khi mà nói về cái chánh xa, nó có ba ý nghĩa chính là như vậy. Thứ nhất là nếu tác ý đúng á, thì Chetana này sẽ lánh xa ác xấu, từ bỏ ác xấu và tiêu diệt ác xấu. À, đó là cái điểm quan trọng đầu tiên. Đó là nếu tác ý đúng á. Và ngược lại, mà nếu tác ý sai á, thì cái Chetana này sẽ tạo ra ác xấu và tội lỗi. Cái thứ hai, mà cái thứ ba này mới quan trọng nè, thứ ba nè. Lại nữa, cố ý tránh xa tội lỗi ác xấu là hàm ý dựa vào hai tâm sở, đó là hổ thẹn tội lỗi và ghê sợ tội lỗi, hay còn gọi là hai tâm sở tàm và quý, thưa quý vị. Đó. Chính hai pháp này giúp cho Chetana có nhiều sức mạnh, không tạo ra bất thiện nghiệp hay ác nghiệp. Để sự giải thích cho quý vị biết tại sao là sự nhấn mạnh cái thứ ba này nha. Ở trong quý thí mắt gá, tức là trong thanh tịnh đạo, thưa quý vị, có nói là một điều này nè. Bởi vì cái tâm niệm nha. Một cái người á, một cái người mà gọi là người đó là có đạo đức hay không, hay là có giới hạnh hay không á, là quý vị để giùm sư hai cái điểm này. Chúng ta có thể nhận biết được chứ không phải nhận biết không được. Nhận biết được, thưa quý vị, dựa vào kinh điển lời Phật dạy chúng ta nhận biết được. Thí dụ cái người đó đó, mà cái ngoài miệng của họ, họ liên thuyên, thấy không? Họ liên thuyên, họ nói, ôi, có nghĩa là gọi là đạo đức giả đó, thẳng là đạo đức giả đó, thấy không? Có nghĩa là nói những lời hay ý đẹp này, nó để cho mình nghe mình rất là lọt tai, thấy không? Nhưng mà mình không biết người này có thật hay không. Nhưng mà quý vị có cái điểm quan sát, quý vị quan sát thấy được là như vậy nè. Tại vì sao? Bởi vì trong thanh định đạo có nói như vậy nè. Cái nguyên nhân gần tức là cái yếu tố mà để phát sinh á, cái người đó là có giới hạnh hay không á, hay có đạo đức hay không á, là người đó phải có hai cái yếu tố tinh thần này. Là yếu tố gì? Yếu tố tàm với quý, tức là cái yếu tố mà hổ thẹn với ghê sợ tội lỗi. Thì bây giờ sư cho với một người mà sư gọi tạm gọi đạo đức giả đó, hay nói đạo lý đó, đúng không, tiếp xúc quý vị, thì qua cái lời nói, qua cái hành động, người đó luôn làm cái điều tốt đẹp gì đó, quý vị. Nhưng mà rồi quý vị quan sát cái người này, khi mà cái đời sống bình thường của họ đó, không? Họ qua cái họ tiếp xúc như người khác hoặc là trong hoàn cảnh khác, nhưng mà khi họ đối diện họ không có, họ đối diện với cái mà họ có thể vi phạm giới đó, thì họ không có từ, nghĩa là họ không có sự hổ thẹn, không? Hổ thẹn, và họ không có sự ghê sợ tội lỗi. À, thì mình có thể tạm kết luận, sẽ gọi tạm kết luận là cái người này là người đạo đức giả đó. Tại vì Đức Phật nói, thưa quý vị, cái pháp mà tàm quý á, tức nghĩa là pháp mà hổ thẹn ghê sợ tội lỗi á, là hai cái pháp này là pháp cân bằng thế gian. Có nghĩa là trong chú giải nói là chúng sanh chúng ta, con người trên trái đất chúng ta, nó có trải qua ba thời kỳ. Có nghĩa là thời kỳ mà thiện nhiều hơn ác, thời kỳ mà ác nhiều hơn thiện, thời kỳ mà thiện ác bằng nhau. Thì xin thưa quý vị, cái thời kỳ á, mà giống như trong 16 điều mộng 34 nặc nói á, là nó con người sống với trái luân thường đạo lý, hiểu không? Vì trẻ nhỏ quan hệ sớm, rồi cha con thì mắng mẹ, không? Con thì đắng mắng cha chửi mẹ, rồi
các vị rồi lại không tôn trọng các bậc tu hành chân chánh đó. Thì cái thời đó đó là thời quý vị phải hiểu là con người đó, nó sống là không biết ghê sợ hổ thẹn, ghê sợ tội lỗi. Có nghĩa là khi mà làm các tội ác đó, làm các bất thiện đó, qua thân qua khẩu đó, thậm chí ý của đó, người đó đó là họ không biết còn ghê sợ tội lỗi hổ thẹn thưa quý vị đó. Cho nên là ngoài ba cái xin nhắc lại ha, cái nghĩa là cái ý nghĩa mà gọi là chánh xa đó là ở đây tức là chaitana tức là sự cố ý đó, thì nó có ba ý nghĩa là nếu tác ý đúng đó, thì sẽ lánh xa ác xấu, từ bỏ ác xấu và tiêu diệt ác xấu, và ngược lại nếu mà không có tác ý khéo đó, thì sẽ tạo ra những ác xấu và tội lỗi. Nhưng mà riêng thứ ba quý vị để ý cho sư là để gọi đó, là có một người đó, là có cái nền tảng giới hạnh đây nha, giới hạnh hay đạo đức đó, thì người đó phải có cái tầm quý, tức nghĩa là hổ thẹn bị sợ tội lỗi, vì nó là nguyên nhân gần để phát sinh được cái nền tảng đạo đức hoặc là giới hạnh người đó. Và kế tiếp sư sẽ đi sâu vào cái vấn đề kiên chánh, tức là khi mà nói là con xin vâng giữ điều học là cố ý chánh xa đó, sự cố ý chánh xa đó, cố ý chánh xa. Vậy vì cố ý chánh xa nó có bao nhiêu ý nghĩa thưa quý vị? Có ba ý nghĩa, có ba loại kiên chánh, tức là gì? Trước khi bước vào ba cái nghĩa kiên chánh thì chúng ta phải định nghĩa được vậy thế nào gọi là kiên chánh. Có nghĩa là đã nói kiên chánh thì bắt buộc phải khi mà đối diện với tội ác thưa quý vị, đối diện với cái tội ác ác xấu, hoặc là các chúng ta có cơ hội làm cái việc xấu, chúng ta có cơ hội mà sát sanh, chúng ta có cơ hội trộm cắp, chúng ta có cơ hội tà dâm đó, đối diện cảnh đó mà tâm chúng ta không làm những hành động đó. Không, chúng ta không có chửi nói những cái lời mà tổn thương người khác, là lời sân hận đó. Đó thì cái đó mới gọi là kiên chánh nha. Tại sao xin nhấn mạnh việc này? Giống như có một cái người mà bản thân họ đó, họ ở trong một điều kiện quá tốt đi, giống như là cái xin nói thẳng cho dễ hiểu, giống như đôi khi mình tham gia một khóa thiền đi, ở trong trường thiền đi, thì mình đều giữ giới tốt hết, xin lỗi quý vị, nếu mà nói trong trường thiền thì nó chưa có thực tế lắm, tại vì trong trường thiền đa phần quý vị phải thọ trì giới, nhưng mà căn bản là như vậy. Giống như cái trường hợp mà gọi là thí dụ có một người mà bản thân họ đi, họ không phải nghiện rượu, họ không có nghiện rượu nha, họ không phải là người thích uống rượu đó, thì cái người đó tự hào là gì nè, tôi giữ giới giữ rượu tốt lắm đó. Cái này không phải thưa quý vị, cái này là không phải, nên mình phải cần xem lại nha đó. Tại vì để gọi là giữ giới uống rượu á, giữ giới nghe gọi là giữ giới hoặc là cố ý tránh xa đó, như trong tinh thần ở đây nói á, là khi mà mình có cái điều kiện mà mình uống rượu, hay có điều kiện mình sát sanh, nhưng mà rồi không, mình thấy cái đó đó, mình khởi lên cái lòng trắc ẩn, hay mình khởi nó rõ hơn lên, nó rõ hơn là mình khởi lên tâm thiện, mình nói là tôi không có muốn mà giết cái chúng sanh này, hoặc là tôi không có muốn cái vi phạm cái điều này đó, thì đó mới thuần tí, mới gọi là kiên chánh. Tức là mình có cái tâm sở tư thưa quý vị, tâm sở mà tư thật sự cố ý đó, thì cái đó mới gọi là cái sự giữ giới, sự giữ giới mà gọi là nó hướng về cao thượng. Thì có ba cái mà loại kiên chánh cao thượng mà chúng ta cần nhớ. Thứ nhất là kiên chánh do đối đầu, hoặc còn gọi là thói quen. Là sao? Là sư sư đưa một cái ví dụ đây cho quý vị hiểu nha. Thì trong chú giải có nói là giống như ngài Mahakassapa đi, và cái vị mà hôn, cái vị mà cái người vợ mà sau này của ngài Mahakassapa đó, là hai vị này thưa quý vị, là trong quá khứ đặc biệt nha, trong quá khứ đặc biệt là tu thiền định đó, là tu thiền Samatha đó, nghĩa là đời sống mà ly dục á, rất là nhiều kiếp rồi. Bởi vì cái nhân, chính vì cái nhân đó đó, cho nên trong kiếp hiện tại á, là khi mà ngài Mahakassapa nó sinh ra một cái gia đình mà gọi là danh gia vọng tộc thưa quý vị, rồi mới
gia đình ngài á mới mong muốn ngài lấy vợ, thì nài nỉ biết bao nhiêu lần á, thì cuối cùng á ngài bị chiều lòng nên ngài mới đồng ý. Đó, ngài mới vẽ tạc, nói là tạc một cái tượng một người đẹp gì đó, thì ba mẹ cũng tìm được cái người đó, cái người vợ đó. Thì cái nàng á, cái nàng mà sau này là vợ ngài đó, tức là ngài Phách Đa đó. Thì khi mà hai người gặp nhau trao đổi qua thư từ này, nó cũng tâm giải bài tâm sự, nói là đại loại như là như vậy, đại loại như là thú thật với chàng là ta thì vì chiều lòng ba mẹ, và ngài cũng nói là thú thật với nàng, ta cũng chiều lòng ba mẹ, cho nên là mình kết hôn với nhau như vậy, nhưng mà mình sẽ ở với nhau trên đến nhau trên danh nghĩa vậy thôi, chứ mình không có đụng chạm xác thịt đó, như vậy cho dễ hiểu. Thì khi mà ngủ thưa quý vị là có một cái vòng hoa, có nhiều tài liệu, thì nhưng mà có một tài liệu nói là vòng hoa, còn tài liệu nói là một cái nhánh hoa, cành hoa đó ngăn ở giữa đó, cho nên là hai người không có làm chuyện xác thịt với nhau. Thì quý vị phải hiểu đây là chính là cái sự kiên chánh về cái giới mà gọi là giới hành dâm. Do sao? Do cái thói quen hoặc là do cái đối đầu, nhưng mà ở đây sử dụng từ thói quen nha, cho vị dễ hiểu ha. Bởi vậy khi mà nói về cái giữ giới á, thì mình phải hiểu đầu tiên có cái giữ giới gọi là giữ giới cho thói quen, là cái này nè, đó là trường hợp này cấp 2 cấp sa bá nè đó, mình hiểu do thói quen đó. Và trường hợp thứ hai là câu chuyện liên quan đến Bồ Tát Chắc Cá Ná. Bồ Tát Chắc Cá Ná là sao? Là trong một kiếp Bồ Tát là một người con có hiếu, thì khi đó mẹ mình bị một căn bệnh đó, và người anh mình nói em hãy đi vô rừng em bắt săn bắn con gì đó đi để về để nấu cháo cho mẹ. Thì quý vị biết mà, Bồ Tát thì trong nhiều kiếp tu, ngài cái tâm thiện ngài rất là dũng mãnh đó, cho nên là ngài đi vô rừng ngài bắt được con thỏ, bắt được con thỏ rồi xong á, có nghĩa là khi bắt được con thỏ thưa quý vị, thì qua cái cách nhìn con thỏ, cái ánh mắt con thỏ nó khiến cho ngài động lòng chắc ẩn. Ngài nói là hồi nhỏ tới giờ mình chưa giết con vật nào. Nhưng bởi vì phải hiểu nha, cái mà cái thiện tâm á, để cho ngài á, mà khởi lên như vậy nè, khởi lên cái động lòng chắc ẩn như vậy nè, là do trong quá khứ á, là ngài tu tập rất là nhiều rồi, và ngài thường làm thiện nghiệp rất là nhiều rồi, cho nên ngài mới có cái một cái thiện tâm chắc ẩn nó tự sanh khởi như vậy. Đó cho nên là tại sao mà mình phải siêng làm điều thiện là như vậy đó. Siêng làm điều thiện thì những cái điều ác đó, nó khó mà nó chi phối mình. Chính vì như vậy đó, ngài mới nói là hồi nhỏ giờ mình chưa giết con vật nào hết. Thì hồi bây giờ tôi xin thả con thỏ này ra, nhưng mà tôi mong là với cái lòng chắc ẩn tôi nè, tôi thả con thỏ ra nè, mong cho cái sự lời chân thật này nè, là mẹ tôi hết bệnh. Thì với cái lời chân thật thưa quý vị, cho nên là mẹ của ngài hết bệnh. Thì ở đây là cái sự kiên chánh, hay còn gọi là cái giữ giới đó, nền tảng giữ giới đó, do cái tự nhiên. Tự nhiên là sao? Tự nhiên là do cái thói quen. Thói quen hay là tự nhiên là do trong nhiều đời nhiều kiếp thường làm thiện nghiệp, cho nên kiếp này trường hợp ngày cấp 2 cấp sáp bá, và trường hợp ngày vợ mà 2 cấp sáp bá là nàng Phách Đa, và trường hợp Bồ Tát Chắc Cá Ná là được thành tựu như vậy, vì không mà. Và tương tự nếu ai làm điều ác nhiều quá thì mà khó làm được điều này lắm. Đó là cái điều mà gọi là ở trong đây gọi kiên chánh, nhưng mà sử dụng từ giữ giới để cho bị hiểu không? Giữ giới do thói quen là nó như vậy. Còn có một hình thức thứ hai là giữ giới do thọ trì. Giữ giới thọ trì đặc biệt nè. Giữ giới thọ trì là chúng ta sẽ đặt câu hỏi là, ủa vậy sư cho hỏi giữ giới thọ trì là sao? Thì giữ giới thọ trì á là giống như là tỳ kheo đi, giống như là sư đi, tỳ kheo thì mình thọ trì là tứ thanh tịnh giới. Cái người tỳ kheo nghĩa là sư, bản thân sư đó tứ thanh tịnh giới. Còn thí dụ sa di hoặc là sa di ni là 10 giới hoặc 75 người pháp đó, như vậy đó. Còn người cận sư nam, cận sư nữ là có thể là thọ 10 giới, 8 giới, 5 giới đó. Đó là sự thọ trì. Thọ trì nghĩa là kiên chánh do thọ trì. Vậy bây giờ đặt câu hỏi là, ủa sư, bây giờ sư hỏi vậy, kiên chánh do thọ trì nó có lợi, nó khác gì? Nó khác gì với kiên chánh giữ giới đó, do cái tự nhiên? Thưa quý vị, quý vị mà thọ trì có nghĩa là quý vị giữ giới đó, mà do thọ trì giới đó, nó cao thượng hơn do thói quen. Bởi vì sao? Bởi vì như vậy, trong pháp hạnh ba la mật thưa quý vị, thì có một câu chuyện tiền thân
của Bồ Tát. Câu chuyện như vậy nè, là trong một kiếp á, ngài là Long Vương, thì hôm đó đó là ngài mới thọ trì bát quan trai giới. Nhưng mà ở Long Cung thưa quý vị, đờn ca múa hát hàng ngày rất là ồn ào, cho nên khiến ngài không thọ trì được. Thì mà ngài mới lánh xa là bằng cách lên bờ đến một ụ mối để ngài thọ trì bát quan trai giới. Thì khi đó ngài thọ trì như vậy đó, thì có một cái nhóm 16 người con thợ săn mới gặp, đi ngang gặp Long Vương. Nhưng mà sư đại loại sử dụng Long gì Long Vương thì bị khó, rất là khó hình dung. Nhưng mà đại loại như là 16 cái người con người đi săn nè, thì đi ngang gò mối đó mới gặp một con mãng xà rất là lớn. Gặp con mãng xà rất là lớn nha, thì họ mới nghĩ trong đầu nè, hôm nay mình không có săn được con gì hết, sáng giờ đi không có bắt được con gì, không bắt được chim chóc thú rừng nha. Thôi bây giờ anh em mình là tìm cách mà xử cái con mãng xà đi, đem về bán, ăn vừa ăn, bán vừa ăn đó. Nó rất đạt được nhiều lợi lộc nữa, nhưng mà ngon lành đó. Thì khi mà 16 người này thưa quý vị mà sắp tâm á, mà giết Long Vương á đó, như vậy họ mới dùng mấy cái da la cái giáo đó, đâm vô thì ngài rất là đau. Nhưng mà do thời điểm đó là Long Vương thọ trì bát quan trai giới, cho nên là ngài nói là dù ngài hy sinh tính mạng, cho nên ngài cũng không có mà chống cự lại. Mặc dù là trong chú giải có ghi là với cái năng lực của Long Vương, tức là con mãng xà đó, là chỉ cần khè lửa thôi là 16 cái người này là chết liền, đúng không? Nhưng mà ngài không làm vậy, ngài vẫn chịu đựng. Thì khi mà 16 cái người này nè xâm xuyên qua xuyên lại giết ngài, nhưng mà vẫn chưa chết thôi vậy, rồi mới khiêng đi, khiêng mãng xà đi đó, thì vô tình gặp một người lái buôn rất là giàu, thì mới nói là ủa mấy ông khiêng Long Vương đi đâu vậy đó. Thì cái người lái buôn này mới nói thôi bây giờ mấy ông đừng có về, đừng có ăn thịt, đừng có giết này, bây giờ ta cho mỗi ông một cái túi vàng, mấy ông thả ra đi rồi mong thả mấy Long Vương đi, rồi lấy nhận cái túi vàng này. Thì mấy người đó đồng ý thưa vị, đồng ý mới thả Long Vương ra đó. Thì khi đó đó, cái người thương buôn đó mới cứu được Long Vương. Cứu được Long Vương rồi xong cái Long Vương thưa vị, Long Vương mới đi về, có nghĩa là trở về cái nhờ cái sự cứu đó, rồi tháo dây cột này ra cứu Long Vương, cho nên Long Vương mới đi về được. Rồi sau đó còn cảm ơn và còn dẫn cái vị thương buôn đó đến Long Cung mà để tham quan này nọ như vậy. Nhưng mà qua câu chuyện này mình hiểu sao, mình hiểu là cái việc mà mình giữ giới mà do thọ trì nó cao thượng hơn. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái đại thiện tâm mình đó, khi đó mình hiểu rõ cái gì là giới, không, cái gì là giới hạnh, cái gì là lời Phật dạy. Hay đúng hơn là thường thường mình thọ trì giới, nghĩa là kiên chánh mà do thọ trì, so với tự nhiên thì phước báo nó lớn hơn thưa vị. Bởi vì sao? Bởi vì đó là cái tâm thiện mà hợp với trí tuệ. Còn nếu mà chúng ta mà kiên chánh mà do thói quen thì sư gọi đa phần là với tâm lý trí, phước báo nó không bằng. Tại sao phước báo không bằng? Kiên chánh mà do thọ trì mà hợp với trí tuệ, tức là quý vị hiểu về nghiệp quả của nghiệp, và quý vị tin vào tam bảo, và quý vị có cái sự mong mỏi thoát khỏi sinh tử luân hồi. Cho nên chính vì giữa cái mà kiên chánh do tự nhiên, đa phần nha, sư gọi đa phần là ly trí đó, mình làm cho một thói quen, cho bản năng thôi. Và so với kiên chánh do thọ trì thì cái thọ trì nó cao thượng hơn đó, cho quý vị hiểu như vậy đó. Tại bây giờ mình giữ giới, không, mình giữ giới thì đa phần là mình dùng cái tâm hợp trí, cho nên là cái đây là cái sự khác nhau. Chỉ khi mình mà quý vị tiếp xúc với một cái người mà họ có thể họ không sát sanh, họ không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, nhưng mà đơn thuần là họ làm đó theo một thói quen thôi, nhưng mà không biết là ở giới sát sanh là như thế nào, giới sanh có năm chi, giống như nãy sư nói quý vị đó, giới sanh được lợi ích gì, giới sanh có bao nhiêu lợi ích, thì vẫn không bằng quý vị biết là tôi thọ trì giới này nè, tôi chỉ thọ trì cái giới sắc sanh này nè để tôi được cái sự lợi ích ngay trong hiện tại, ngay trong tương lai. Và tôi thọ trì là tôi tin theo nghiệp quả của nghiệp, tôi tin theo tam bảo,
tôi thọ trì giới này nè để tôi làm nền tảng để tôi phát triển định, không? Và định tôi phát triển tuệ để tôi tu tập, để tôi sớm thoát khỏi sinh tử luân hồi. Đó cho là hai, đó là cho nên là trong cái hai điều kiên chánh đó, là cái điều mà kiên chánh do thói quen, mà kiên chánh do thọ trì đó, nó khác nhau xa như vậy đó. Và cái điều thứ ba là cái kiên chánh do đoạn trừ. Đoạn trừ thì này, cái này mình cũng dễ hiểu ha. Đoạn trừ là sao? Đoạn trừ là do cái sự thành tựu về tu tập. Tức là sao? Giống như là bậc dự lưu, thưa quý vị, giống như vị thánh dự lưu á, vị thánh đầu tiên á, vị thánh tu đầu hoàng á, là quý vị nhớ rõ nha, vị thánh tu đầu hoàng á là hoàn toàn giữ trong sạch năm giới. Cho dù á, quý vị có kề dao hoặc là hâm dọa giết á, một vị thánh tu đầu hoàng thì cái vị đó cũng chấp nhận chết nhưng mà không phạm năm giới. À, giống như cái sự kiện quý vị biết, cái sự kiện mà ông vua Quý Đu đã phá, tức là ông vua Lưu Ly đó, ổng qua, ổng gọi là, nói đúng hơn là ổng qua, ổng diệt chủng dòng họ Sắt Cá, tức là dòng họ Thích Ca. Thì khi đó, đó là những cái vị thánh tu đầu hoàng dòng họ Thích Ca rất là nhiều. Đại loại nói như là, đại loại nói như vậy, nhìn dễ hiểu, nói là mày họ gì? Thì nói là, tại vì là chân thật mà đâu thể nói dối được, nói là tu dòng họ Thích Ca, thì nói ra là giết. Giết mà công máu mà chạy kêu bằng lên láng, thưa quý vị, giống như là cái kiểu mà những nạn diệt chủng mà cái nạn diệt chủng mà giống như ở dưới Ba Chúc An Giang mình vậy đó, đó như vậy đó. Thì đó là những vị thánh tu đồ hoàng, thưa quý vị, chấp nhận chết hay là hiểu được cái chết nhưng mà không vi phạm giữ sạch hoàn toàn năm giới. Và quý vị nhớ một cái điều quan trọng đó là một vị thánh tu đồ hoàng thì hoàn toàn giữ sạch mười, không vi phạm, nghe xin nhấn mạnh nha, không vi phạm 10 bất thiện nghiệp. Đó là gì? Thứ nhất đó là không sát sanh nè, thứ hai không trộm cắp nè, thứ ba không tà dâm nè, thứ tư là không nói dối nè, thứ năm là không nói lầm đâm thọc nè, thứ sáu là không nói phù phiếm nè, thứ bảy là không nói sân hận, đúng không ạ? Cái thứ tám là tham ác, thứ chín là sân ác, và thứ mười tà kiến ác. Và vị thánh đường hoàng cũng không phạm vào 10 cái bất thiện nghiệp này luôn. Đó là thánh tu đồ hoàng. Và cái đó là cái sự kiên chánh do đoạn trừ, hay đúng hơn là cái sự kiên chánh mà này là do thành tựu. Và tương tự như vậy, bậc thánh A-na-hàm, thưa vị, là bậc thánh thứ ba đó, là ngài không hề có một cái tư tưởng là muốn hành dâm nữa. Ngài không có muốn để hành dâm nữa. Cho nên là ở trong á, quý vị mà đọc cái tiểu sử của ngài Sân Luân á, ngài Sân Luân Sa Đo, tức là ngài thánh tăng mù chữ á, cận đại ở bên Myanmar đó, đó thì trong đó mô tả là lúc mà ngài mà đất thánh thứ ba, thưa vị, là ngài không thể nào mà ở được, không thể ở nào ở đời sống gia đình đó. Thì ngài mới nói là thôi, nói với vợ ngài, thôi tôi đi tu chứ tôi không để sống đời sống nữa. Và trong nhiều cái tích truyện trong pháp cú cũng vậy, thưa vị, là đa phần nghe sử dụng từ đa phần nha, vị thánh A Na Hàm á, là đa phần ngài đi tu cho nó tiện hơn, chứ ngài không thể sống đời sống mà tại gia nữa. Đôi khi để sống đời sống tại gia mà lại có vợ thì đôi khi vợ có đòi hỏi chuyện đó, đôi khi xúc chạm đó. Hay là chồng cũng vậy, chồng đòi hỏi chuyện đó. Cho nên đa phần, một lần nữa xin nhấn mạnh là cái kiên chánh mà do đoạn trừ thì bậc thánh A Na Hàm thì một cái tư tưởng hành dâm cũng không có. Thì trong ba loại kiên chánh thì kiên chánh do chấp nhận điều học, tức là giới tu tập đó, mà xưa đã nhắc đó, là quan trọng nhất vì hiểu rõ lợi ích của giới. Cái này trong chú giải nói nha, không? Kiên chánh do đoạn trừ là giới thành tựu, giới thành tựu là kết quả của giới tu tập, vị ấy không cần phí sức nhiều như giới tu tập. Có nghĩa là thành tựu, thưa quý vị, giống như vị thánh tu đồ hoàng đó, đó là đâu cần phải cố gắng giữ năm giới nữa, tại vì anh gọi là tự động như vậy. Và cũng không có cần cố gắng để giữ 10 cái thiện nghiệp, để không vi phạm 10 bất thiện nghiệp nữa, tại vì đó tự nhiên, cái lẽ tự nhiên. Đó là trước kia, xin nhắc lại khi mà nói về cái kiên chánh á, thì chúng ta phải nhớ lại ba loại kiên chánh. Tức nghĩa là đầu tiên là kiên chánh do thói quen, tức là do cái thiện nghiệp trong lòng trong quá khứ cho đến kiếp này, lỡ mình gặp một cái điều gì đó sai trái, cái điều đó mình có thể gặp con đó mình muốn giết, nhưng mà tự nhiên mình động lòng chí ẩn mình không giết, thì cái này là do thói quen. Hay là mà tự nhiên mình có thể là muốn trộm cắp cái đó, nhưng mình tự nhiên trong tâm mình nói mình không có muốn làm điều đó, thấy trộm cắp nó sai sao, nó xấu hổ sao. Cái này là do thói quen đó.
Cái thứ hai là mình thọ trì giới. Thọ giới nãy sư có nhấn mạnh quý vị đó. Thí dụ hôm nay mình nè, mình học xong nè, mình học xong mà sư vừa truyền cho quý vị tam quy ngũ giới đó. Ví dụ quý vị về nhà, quý vị ra đường đó, thí dụ có ai rớt cái bắp tiện ngoài đi, thí vị thấy cái điều đó, quý vị cũng đem lên cho công an. Chứ quý vị mà không nghĩ hôm nay mình thọ trì giới và mình học cái đây nè, mình đâu có thể phạm được. Thì cái này càng nó cao thượng hơn cái kia, cao thượng hơn cái thói quen. Và cái thứ ba là do thành tựu, anh tựu thì quý vị phải tu tập tuần tự để quý vị chứng đạt những các tầng thánh ha. Đó, giống như thánh tu Đồ Hoàng thì mình tự giữ nuôi, tự mình tự giữ trong sạch tâm giới, và mình trong sạch 10 cái bất thiện nghiệp. 10 cái bất thiện nghiệp. Và A Na Hàm thì mình với cái vị A Na Hàm thì hoàn toàn không có ham muốn cái đời sống xác thịt nữa. Miên ở đây á, đầu tiên á, để giải thích bốn cái vế dưới á, thì mình phải hiểu tùy miên là gì. Tùy miên ở đây tức là bảy pháp tùy miên, hay còn gọi là phiền não ngủ ngầm. Cái phiền não ngủ ngầm nha, giống như chúng ta sau khi chúng ta mà học xong nè, hay là quý vị biết theo truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Theravada, Phật giáo Nam Tông, khi mà vị Phật tử nào đó mà làm các thiện pháp xong á, thường có cái trong câu nguyện nè: do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Những điều ô nhiễm ngủ ngầm, ô nhiễm ngủ ngầm, đây đây đó, ô nhiễm ngầm là chính là đây đây. Vậy bây giờ quý vị hỏi là: ủa sư ơi, cho con hỏi gì, sư nói vậy, tìm miên tiền não ngủ ngầm nó là cái gì, nó là cái gì mà nó có bao nhiêu thứ? Xin thưa quý vị, có 7 cái loại. Vì nhớ em sư nha, có 7 cái loại mà tìm miên, hay là 7 cái loại phiền não ngủ ngầm. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là tham dục tìm miên. Vậy giờ tham dục tìm miên là gì? Sư sẽ nói một cách ngắn gọn nha, tại thời lượng có hạn. Là lòng tham ái cảnh dục, là phiền não ngủ ngầm khi có cảnh thích hợp thì bộc phát, do đã có tiềm tàng ái dục từ quá khứ đó. Và cũng cần phải hiểu như thế đối với các tìm miên khác. Có nghĩa là tham dục tìm miên tức là lòng tham vào cảnh dục, nó là phiền não ngủ ngầm, thưa quý vị, nó là ngủ ngầm nha. Khi có cảnh thích hợp á, quý hiểu không? Nghe là bản chất nó ngủ ngầm chứ nó không biểu hiện đâu nha, nó là ngủ ngầm. Giống như bây giờ một cái người mà hành thiền, xin ví dụ như hiểu nè, một người hành thiền, có nhiều vị hành giả hành thiền nó ngồi lên trình pháp cho ngài thiền sư, dạ bạch ngài, con ngồi im quá, nghiệm quá, tưởng mình chứng rồi, tưởng mình chứng đạo à? Không phải, thưa quý vị, nó còn còn phiền não đó, vẫn còn phiền não ngủ ngầm đó. Cái phiền não ngủ ngầm á là phải, nó phải tận diệt theo từng tầng thánh mà sư sẽ giải thích cho đây. Đó là tham dục tìm miên nha. Cả thứ hai là gì? Phẫn nộ tìm miên, tức là gì? Tức là lòng sân hận, là phiền não ngủ ngầm. Quý vị mình muốn chỉ nhấn mạnh một lần nữa, ngủ ngầm là nó chưa bọc ra nha, nó vẫn là tiềm tàng á, ngủ ngầm á, nó tiềm tàng. Cái thứ ba là tà kiến tìm miên, tức là kiến chấp sai lầm. Cái thứ tư là hoài nghi tìm miên, tức là tâm hoang mang ngờ vực. Cái thứ năm là kiêu mạn tìm miên, tức là lòng kiêu căng tự đắc. Cái thứ sáu là tham hữu tìm miên, tức là tâm ái chấp sanh hữu. Và cái thứ bảy là vô minh tìm miên, tức là cái sự mê muội, thưa quý vị, sự mê muội, vô minh tìm miên. Đó là 7 cái tìm miên mà chúng ta phải nắm được. Bây giờ khi mà học bài này á, mà vô mà đọc vô cái đoạn này, vị thánh đệ tử phải tùy chi thiện bất thiện đó, như vậy đó, và vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên. Mình vô mình đọc biết tùy miên là gì thì mình phải hiểu đoạn này là vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tức là tham dục ngủ ngầm và phẫn nộ tùy miên, tức là sân ngủ ngầm đó. Đó là câu đoạn thứ nhất đó. Và bây giờ đoạn thứ nhất là chú giải là sao? Trong chú giải nói là gì nè, vị ấy đoạn trừ tất cả ái tùy miên là sao? Thì trong chú giải mới nói là, nghĩa là khi nào vị ấy tuệ chi bất thiện như vậy, khi ấy đoạn trừ ái tùy miên với mọi phương thức, là đã tẩy sạch sân tùy miên, nghĩa là hoàn toàn tẩy sạch sân tùy miên. Chỉ bấy nhiêu mà A-na-hàm đạo đã được, trưởng lão Sariputta nói tới. Có nghĩa là ở cái đoạn mà thứ nhất á, là vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên và tẩy sạch sân tùy miên, là cái đoạn này đoạn số 1 này nè, tức là đang nói đến là vị thánh A-na-hàm, tức là thánh thứ 3. Thánh thứ 3 là đoạn trừ được gì? Tham dục tùy miên nè, tham dục ngủ ngầm nha, nhấn mạnh nha, tham dục ngủ ngầm và tham dục luôn cũng được.
À, cái thứ hai là sân tiền miên, tức là sân ngủ ngầm. Ừ. Đó là vị thánh thứ ba đó. Có nghĩa là ngài không có còn, nếu nó rõ hơn là gì nè, ngài không có còn ham muốn mà ăn ngon mặc đẹp gì hết á, hửi mùi thơm gì hết á, đúng không? Và ngài cũng không hoàn toàn diệt trừ được tâm sân, hoàn toàn diệt trừ được gốc rễ của tâm sân. Đó là ý nghĩa đoạn thứ nhất đó. Vị giấy đoạn trừ được tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên. Rồi chúng ta lại đi tiếp đoạn 2 là nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên tôi là cái gì? Không, cái đoạn thứ hai giải thích là như vậy. Chúng chú giải nói là nghĩa là bỏ kiến mạng tùy miên diễn ra theo phương thức tổng thể tôi là, sau khi thực hành không phân định các pháp nơi ngũ uẩn. Thì ngài giải thích đó, rằng ngã mạng tùy miên đó, thì ngang bằng với tà kiến tùy miên, gọi là tương đồng với tà kiến tùy miên do diễn tiến trạng thái tôi là, nghĩa là cái bản ngã mình đó. Thì cái đoạn này á, tức cái đoạn số 2 này nè, đọc thì quý vị khó hiểu, nhưng mà sư sẽ giải thích cho quý vị dễ hiểu là như vậy. Cái đoạn thứ hai là nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên tôi là, đặc biệt cái mạng thưa quý vị, cái tà ngã mạng, cái ngã mạng tầng thánh thứ tư nha, thế nào là hán, tức nghĩa là đoạn thứ hai này nói tầng thánh là hán, là có nghĩa là diệt được tà kiến và cái ngã mạng, cái tâm ngã mạng là cái ngũ ngầm á. Có nghĩa là cái tà kiến ngũ ngầm và cái ngã mạng ngũ ngầm. Đó là thứ tư là bậc A-la-hán. Và cái thứ ba là đoạn trừ vô minh khiến minh khởi lên là sao? Thì trong chú giải mới nói là đoạn trừ vô minh á, nghĩa là đoạn tận vô minh, gốc rễ của luân hồi. Đoạn trong chú giải nói là nghĩa là đoạn tận vô minh là gốc rễ luân hồi. Luân minh tức là gì? Tức là không hiểu về tứ diệu đế, không hiểu về duyên khởi, không hiểu về các quẩn quá khứ tương lai, không hiểu về các quẩn lẫn quá khứ và tương lai. Đó, sau khi đã làm minh sanh khởi tức là sao? Nghĩa là làm cho A-la-hán đạo sanh khởi để đánh bại vô minh. Chỉ có bấy nhiêu A-la-hán đạo đã được trưởng lão Sariputta nói đến. Có nghĩa đoạn thứ ba này á, cũng nói đến là khi mà đặt A-la-hán đạo thì minh sẽ sanh khởi đoạn trừ vô minh. Đó là nghĩa đoạn thứ ba. Và cuối cùng đoạn thứ tư là diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại là sao? Đoạn thứ tư là gì? Nghĩa là vì ấy cắt đứt luân hồi ngay ở bản ngã này. Chứng rảo sinh bức tá đã kết thúc pháp thoại bằng lời này hiện giả chỉ bấy nhiêu. Nghĩa là với khả năng thấu đạt bằng việc tác ý như đã nói trong việc trình bày nghiệp đạo, thì những từ này còn lại cũng theo cách đã nói như trên. Có nghĩa là như vậy á, có nghĩa là như vậy, qua bốn cái đoạn mà sư nhắc lại nghe, bốn cái đoạn nè, vị ấy đoạn trừ tất cả tham tùy miên, tẩy sạch sân tùy miên, và thứ hai là nhổ tận gốc kiến mạng tùy miên tôi là, và thứ ba đoạn trừ vô minh và khiến minh khởi lên, và thứ tư là diệt tận khổ đau ngay trong hiện tại. Chư hiền như vậy, thánh đệ tử có chi kiến chánh kiến chính trực, có lòng tin pháp tuyệt đối và thành tựu như pháp này. Thì bốn cái vế này nè, cái vế đầu là ngài nói lên khi mà quá trình kiến chính trực thì thành tựu là A-na-hàm, tức là vị thánh thứ ba. Và ba cái đoạn dưới là đoạn thứ hai, thứ ba, thứ tư, tức là nói về bồ bạch A-la-hán, nghĩa là hoàn toàn tẩy sạch hết mọi vô minh và phiền não, những cái phiền não ngủ ngầm. Trong trường hợp này là bảy cái phiền não ngủ ngầm mà sư nhắc lại, đó là tham dục ngủ ngầm, phẫn nộ ngủ ngầm, tà kiến ngủ ngầm, hoài nghi ngủ ngầm, kiêu mạn ngũ ngầm, tham hữu ngũ ngầm và vô minh ngũ ngầm. Đúng không? Thì cái vị La Hán thì tẩy sạch hết bảy cái này nha. Còn vị mà thánh thứ ba A Na Hàm thì mới tẩy sạch được tham dục ngũ ngầm và sân ngũ ngầm và cái tà kiến ngũ ngầm và ngoài hoài nghi ngũ ngầm. Đó, như vậy có nghĩa là khi mà nói về bất thiện nghiệp, bảy bất thiện nghiệp á, nói về cái 10 bất thiện nghiệp thư vị mà phân theo tứ đế á, thì bảy bất thiện nghiệp đầu á, là khổ đế trực tiếp, còn ý tham đắm á, là tập đế trực tiếp. Tại sao nói ý tham đắm trực tiếp? Tại sao nói ý tham đắm á, là tập đế trực tiếp thư vị? Tập đế là gì? Nguyên nhân của khổ. Mà khi ai hỏi vị trả lời giúp sư này nha, đừng có để lầm nha, tại vì có nhiều, tại vì gần thời gian đây có một vị mà gọi là giảng sư luôn á, mà có thể nhầm. Khi mà nói tập đế nguyên nhân khổ, quý vị chỉ cần ghi nhớ sư. Ta hỏi là tôi hỏi vậy, trong tứ diệu đế cái nguyên nhân của khổ tập đế là gì, quý vị trả lời giùm sư.
đó là tham ái. Còn thêm Pali càng tốt, đó là tanha. Chỉ như vậy thôi nghe, chỉ như vậy thôi là xuất sắc rồi. Không, còn tham thì có ba loại tham, nhưng mà thôi, chỉ nói tham thôi, đừng có thêm nào nghe, đừng thêm nhớ nha, đừng thêm vô minh vô, đừng thêm vô minh vô nghe. À, tại vì có một số người không hiểu, họ cứ nói là nguyên nhân của khổ là tham ái vô minh, không phải. Nguyên nhân của khổ tức là tập đế là chỉ có tham thôi. Đó. Nhớ gì đó giúp sư. Rồi, chính vậy thôi. Tại vì có nhiều vị hiểu lầm vấn đề đó. Không? Còn vô minh, một lần nữa vô minh xin nhắc lại, vô minh là gì? Vô minh là không hiểu tứ diệu đế, không hiểu thập nhị nhân duyên, không hiểu về các uẩn quá khứ, không hiểu về các uẩn của tương lai, không hiểu về các uẩn quá khứ lẫn tương lai. Đó. Rồi quý vị nắm được chưa? Một lần nữa nhớ nha, ai hỏi tập đế tức là nguyên nhân của khổ, chỉ cần nói sư đó là tham ái, tức là từ Bali là tanha. Như vậy thôi, đừng có thêm gì vô hết. Rồi. Ở thời điểm hợp lẽ cũng xin hồi hướng phần phước báo này đến cho, thứ nhất là cha mẹ thầy tổ thân bằng quyến thuộc đã quá vãng nhiều đời kiếp, và nhất là chư tăng ni của và các vị thiện nam tín nữ của chùa An Lạc, cũng như là chư thiện nam tín nữ đang xem buổi livestream trực tiếp ngày hôm nay. Ngưỡng mong cho quý vị có được 5 điều mà Đức Thế Tôn hằng tán thán, đó là sống lâu, sắc tốt, ăn vui, sức mạnh, và nhất là có trí tuệ để sớm ngày đoạn tận khổ u, chứng ngộ niết bàn, đồng đều nhau cả thảy. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Thầm Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá.